Đây là phần của con phải không mẹ? Dạ, xin cảm ơn mẹ. Xin quý vị cho mẹ một tràng tay đừng lớn được không ạ? Cảm ơn mẹ rất nhiều. Dạ. Cái này là bao nhiêu tình cảm của bà con mà gói ghém vào đây, con đi xin giữ đây.